sim cái một con game trên điện thoại á, có cái ông ở nước ngoài đó ông recommend cái game này cho em. Bữa em chưa có đủ tiền để mua, em mua nghe gì nó đang giảm giá tám là 100. Đây hôm nay mình sẽ xem con game Harry the Henry Sticky Collection. Đâu mình đang xuất hiện giữa cái nơi nằm không quạnh nguyên là cái nhà băng giữa 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 độc không quạnh mọi người. Quên mẹ có à? Giờ giờ mình chơi gì vậy? Không, không ra đâu, không ai đâu, không à, không ra đâu trời, đừng có nói vậy. Bây giờ mình chọn gì? Cái xẻng, chơi thuốc nổ, tà le, chơi la ve. Anh khi nên là wrecking ball. Cải trang là một cái bịch tiền. Giờ mình chơi mọi người. Bơm á, bơm bơm. Ok. Vấn đề là cái thằng này nó ngu quá. Trời ơi, nghĩ sao mà nó cầm cái dây bơm cũng xong nữa, đụng cái bật bùm xiu. Thì chúng ta thử làm cái cách gọi là cách truyền thống mình chơi sẻng. Chơi sẻng là cái cách mà gọi là nhanh nhất để dẫn tới thành công. Chơi sẻng. Sao? Nói chuyện mà đi đầu ngay cái đường đường ra. Trời ơi. Đừng có đào thẳng. Tướng tiền ba chuẩn hả? Ok. Ngày hôm ba. Trời ơi, em nghe nói em nghi quá, nghi cái mở cái tiền kiểm tra sao bình này nặng quá liền vậy. Quá đã, không đã rồi em, chết á. Mới chết hai lần nữa. Thôi chúng ta đang hả? Giờ chúng ta sẽ chơi một cái chúng ta sẽ sử dụng cái bài hát. Hả?
ơi. Tú tú tiền nha, tin á, tin tưởng nha, tin tưởng tú tiền nha. Eh? How did we lose one? I think we should throw it in the back. Just to be safe. You ever wonder why there's a bank out here? Well, I think it's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. Còn có hỏi cái thằng á, tiện không, tiện mình kiểu mình đi làm cái nơi mắc cái mẹ gì là sao phải là ở một cái nơi đặc công quạnh, xem có cái hay lắm, đút cái đầu lên ra dính luôn. Ok. Tiếp à? Oh, Oh, you. You're free to go. Not really, but you've got a package. Ooh, wow. Don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful, haven't we, Dave? What? Yeah, yeah, of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job, and I don't lose my job. See you around. Ok, điều tiên khi mà người thân mà gửi đồ vô chúng ta phải làm công an là chúng ta phải kiểm tra đồ. Ồ, how? 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 Tại sao trong một cái bánh kem lại có những cái này? Ok. Chúng ta xài cái này để cậy cái chà, để cưa cái cửa. Nó uống tăng lực. Lại té lé. Khoan. Chơi điện thoại quá tiện. Má cái này nó hơi sai sai nha. Ê mà khoan, nãy nó cái này nó tay le, mọi người thấy không, mọi người nhớ không, nãy cái là cái đầu tiên đã tay le, cái thứ hai là đã, cái thứ hai cũng có tay le, chắc chắn phải xài tay le nha, tay le chắc chắn là tay le. Không, ta le không ngoài luôn. Ủa? Hết chuyện mình ta le. Mình ta le không ta le. Mình ta le quay ngay cái chỗ cái trường bắn. Hết sọt cái đầu. Khoan hả? Khoan, giờ mình thử cách truyền thống đi. Mình khoan anh, giờ mình chơi cách truyền thống đi. Ta le không được phải không? Mình cưa. Mình cưa. Không, tên em cưa. Cưa. Dùm cưa nào ta? Cưa này. Giờ cưa cái cửa hay cưa cửa sổ? Ok, cưa cửa sổ. Ủa, lẹ thiệt. Ủa, từ từ, ủa, đỡ mở tầng thấp. Ok, hãy dành khi mà kêu hả, thấy không, nó tăng lật thử thôi. Tăng cao và có khả năng gây ra đột quỵ.
Ta dùng phụ này hiểu. Rồi xong đây người khoan thì khoan ngon. Cái máy tàng hình hay là cái Pro 3 cái động ngón tay tàng hình đi. Cái nút màu xanh qua bên phải cái gì đó không biết à, tàng hình ok đó phát cả liền đó xuyên luôn ngon đúng rồi. Hàng hàng chơi hàng sai tử ok. Này nghe phải đâu có biết đâu không biết đâu tự nhiên cái nó cái nó bất ngờ á bấm đại phải không được bởi trái trái. Hãy chàng anh đi, cho mình chàng anh mẹ luôn. Đi vô. Má chơi ai chơi trời. Hả? Cái gì đó tối mai em tối mai anh chơi tối mai anh chơi cái này em gì này chúng ta sẽ chơi game hài. Ủa là sao không à phải bấm tôi phải bấm nó kêu mình click rồi đứng mình nhìn tưởng cái đó cái hiệu nó hiểu phim bấm nha chị bấm nha bấm ủa ủa bấm rồi mà có bấm đâu có bấm đâu tay để lên nè nè nghe tay nha nè không có làm gì hết á nè nhìn nè không nhìn nè không có bấm em đâu có bấm đâu đó kìa ủa hả phải bấm vô click ba à bấm vô cái chữ click à ok. Ok chịu bấm nha bỏ nha mày suýt sợ mày suýt sợ. Ba chết.
Ủa mình có ba cây đơn kìa, mình có ba đơn kìa, mình vô chơi 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 chơi. Ồ. Ồ. Để thấy mình trở lại được. As the mayor. Mình giờ mình hiểu cái này thôi. Cái này rồi. Cái này rồi. Cái này rồi. Đây mình tè le. Tè le thử nha. Tè le le. Còn cái là da thử ngon. Ok. Eh? How did we lose one? I think we should throw it in the back, just to be safe. You ever wonder why there's a bank out here? Well, I think it's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. Witness, please continue your testimony. Hook. Okay. What? I was riding alongside my partner in the armored man, but suddenly spotted a bag on the side of the road. We got out and eventually decided to throw the bag in with the other. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. Mình chọn cái nào? Mình chọn cái nào?
Bom sao? Bom sao? Take that! What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickmin. Take that! Is... Cái này chăng là các bệnh của bác sĩ đúng không? Take that! What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. What? I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickmin. Cái túi hả? Hai là được. Witness, please continue your testimony. Okay. I was riding alongside my partner in the armored van when suddenly spotted a bag on the side of the road. We got out and eventually decided to throw the bag in with the others. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then... what are you waiting for? Present this evidence already. Cái nào? Cái này không được. Cái này cũng không được. Vậy cái nào? Cái này à? Take that! What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickmin. Của cái nào trời? Túi à? Take that! Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then... how did he tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. He didn't. What are you saying? I'm saying my client wasn't hiding that bag at all. He was stuffed in there. By this very witness! As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. While I was in the bag, he was unconscious! This is absurd. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But why would he do that? Why, to dispose of the body, of course. There are millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness... his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. But it's come back to haunt him now. You guys can't... This can't be happening to me! Well, that certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickmin. Yeah, you're tội, thác tù.
Oh. Đây. À, mình kiếm được 2 trên 3 cái niên rồi. Thôi, chắc để lần sau đi. Sao mọi người, từ sau mình sẽ tiếp tục, mình sẽ chơi tiếp con game này.